Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe sản xuất năm 2011 mà giá chỉ có 154 triệu thôi các bác nhé. Đó, giá rất là hợp lý đúng không ạ? Chiếc xe được mang tên là Daewoo Gentra, sản xuất năm 2011, số sàn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, sử dụng động cơ 1.5. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này là khá hợp lý luôn các nhá, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi trên 100 cây. Với cái form dáng đến cái thời điểm hiện tại nó vẫn còn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là hiện đại. Giá quá hợp lý luôn đúng không ạ? Cái dòng này là một cái mẫu xe rất là phổ thông các bạn. Toàn bộ những phần đèn đằng sau đây các bạn nhá. Cái dòng xe này rất phổ thông. Rất là nhiều người dùng cái mẫu xe này luôn các bạn nhá. Và đây, phần nội thất ghế da, à ghế lỉ nhá, ghế lỉ nguyên bản luôn. Đó. Ghế lỉ nguyên bản luôn, chủ xe trước đây vẫn giữ được cái bộ ghế lỉ như này các bạn ạ. Từ phần đinh chốt bản lề đây các bác nhìn cho em này, rất đẹp luôn đúng không ạ? Vàng ươm. Táp đi cửa toàn bộ lỉ này, vân gỗ này, nguyên bản này. Nội thất lỉ nguyên bản luôn các bác nhá. Đó. Để mà giữ được cái ghế lỉ này thực sự bác là chủ xe nói chung là rất là cẩn thận luôn các nhá. Đa số Gentra người ta hay bọc ghế da rồi các bác nhá. Các bác thích về có thể bọc một bộ ghế da ở bên trên các bác nhá. Bộ ghế da nó chỉ rơi vào khoảng 2 triệu thôi. Đó, thì mỗi người một sở thích các bác nhá. Thì bọc là mới luôn. Tất cả những con ốc đây các bác nhìn cho em ạ, mới ốc zin này, được chưa? Đẹp chưa? Ốc zin này. Từ phần đinh chốt bản lề vàng ươm này. Nguyên bản vết sơn nhà máy này. Ốc đây ạ, phần ốc zin này. Tất cả bên trong hốc cửa này. Ốc biếc là zin quá nhá. Khá chất lượng luôn, táp ly cửa đây. Tất cả những phần này các bác nhìn xem, rất là mới này. Vân gỗ này, lỉ này. Toàn bộ đây những phần nhựa đây, những phần nhựa sơn zin này, nó chưa sơn lại bao giờ vẫn còn đẹp như này. Những con ốc này, các bác nhìn này, ốc này, ốc zin này. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin này. Tất cả những đinh chốt này. Đó. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không gặp nước nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp nhá, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào. Vết sơn nhà máy nguyên bản này, ốc này, các bác nhìn này, ốc này, ốc zin này. Keo chỉ zin này. Toàn bộ những táp đi đồng đều như nhau hết luôn. Các bác xem này. Keo chỉ này. Keo chỉ zin cả xe. Đó. Em xin tư vấn luôn, cái dòng xe Gentra này thì rất nhiều xe người ta hay sử dụng để taxi dịch vụ nhá. Nhưng mà riêng con xe này em cam kết cho bác là chuẩn 100% luôn, là không taxi dịch vụ các bác nhá. Nó chuẩn xe gia đình luôn. Toàn bộ đây, những phần vân gỗ này. Mặt táp lô rất đẹp này. Trang bị thêm màn hình các bác nhá, cam lùi đầy đủ. Trần lỉ nguyên bản luôn, trần lỉ ghế lỉ nguyên bản. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Ở phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhá. Một mẫu Gentra các bác nhìn này, đúng chất lượng xe gia đình luôn, nên nó còn rất là mượt xe và đẹp luôn. Đây, các bác xem tất cả những cánh cửa này, ốc zin này rất là đẹp luôn, vàng ươm này, đẹp lắm các bạn. Toàn bộ hốc cửa là sơn zin 100% luôn. Keo chỉ đây các bác nhìn này, keo chỉ zin này, nhìn nó rất là đẹp xe luôn đúng không ạ? Đây các bác xem, nó zin đét này, được chưa? Zin đét này, nhìn trong những cái sơn zin này nó khôn xe đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó rất là thật xe luôn. Cái ghế lỉ đây em tư vấn cho bác nhé. Cái ghế lỉ thì đa số là ghế lỉ nó sẽ bị bẩn có nhá. Nó sẽ không thể lau chùi sạch được.
Đó, nhưng mà chủ xe họ vẫn giữ được cái ghế lỉ như thế này. Và bây giờ các bác muốn bọc cho nó đẹp hơn đúng không ạ? Chỉ bỏ ra 2 triệu thôi mà các bác có thể bọc được cái ghế da mới cứng rồi. Nhưng mà nhiều người ta thích để ghế lỉ các nhá. Nên là mỗi người một sở thích các bác nhé. Đấy, các bác thích bọc ghế da rất là đơn giản thôi. Đây, phần cốp của đồ đằng sau đây, toàn bộ lỉ nguyên bản này. Bên dưới đây các nhá, toàn bộ xung quanh đây. Đó. Đây, những phần này là sơn zin 100% các nhá, nó vẫn còn như này, những phần đinh bấm này, được chưa? Nguyên bản hết. Ừ, nguyên bản luôn. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Nó rất là đẹp luôn, tôn vỏ đẹp. Sau đây em sẽ cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá, máy lổ đại chất luôn coi nhá. Đó, nó khác hoàn toàn với những cái loại xe taxi dịch vụ các bác. Để cái ăn luôn. Được trang bị thêm cam hành trình nhá. Đó, chủ xe độ lên cam hành trình này, đèn này sáng luôn này. Đó, âm thanh nghe rất là hay. Kết hợp luôn, cam lùi đầy đủ các bác. Cam đây có nhá, cam lùi nhá. Toàn bộ đây, em phải tắt này. Nhạc đi. Đấy, đây. Những phần này còn mới như này cơ mà, có nhìn này, nhạc chưa? Máy thực sự bác là cho các bác nghe luôn, cảm nhận nó thế nào. Êm chưa? Đây chỉ có vài chi tiết là dầu mỡ nó những cái vết kia nó hơi bẩn thôi, coi nhá. Vài cái chi tiết đó thì có thể là vệ sinh là sạch sẽ thôi các bác nhé. Đó. Còn đâu là quan trọng cái chất máy này, nó lổ rất là êm ạ. Chất máy rất là êm luôn. Theo năm tháng thì con máy nó sẽ bẩn quá nhá, đó, cái xe nào cũng vậy thôi. Nhưng mà đây, con xe này nghe tiếng máy là đã thích rồi. Nó êm các bạn, nó rất là êm. Êm du luôn. Có xem tất cả chi tiết này, đây còn nguyên bản hết, càng đầu đấy. Nó đẹp như thế này các bạn, các bác xem rằng đầu tem mác nguyên bản này, nó đẹp như thế này các bạn. Nói chung là máy thì quá êm luôn. Đây em để đỉnh máy capo đây. Các bác nghe thế nào? Nghe êm du luôn. Xong không? Đó là tổng thành xe Daewoo Gentra 2011 các nhá. Bên em chào bán mức giá rất là hợp lý đúng không ạ? Một lượt em mua ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái. Chào, tạm biệt các bác.